Xin chào tất cả anh chị em. Cái clip này tôi xin hướng dẫn mọi người sử dụng một cây đàn organ của hãng Yamaha có số hiệu là J15. Đây là một cây đàn organ nội địa Nhật, cũng còn khá đẹp. Ok mọi người, đây là giao diện của nó. Cây đàn này có loa left right rất là hay. Nó có 100 tiếng, 100 điệu và 100 song banh, cùng với lại màn hình hiển thị rất là rõ nét ở đây. Nó có bốn cái pad như để chơi mấy cái sound effect ấy. Rồi, volume to nhỏ, power tắt mở. Ok mọi người, một cái đàn rất là ổn. Đây, đằng sau giao diện của nó, Yamaha. Nó có đường MIDI để kết nối với lại máy tính. Những cái thiết bị máy tính sáo cạc hay là những thiết bị mà xài MIDI này để ta làm nhạc trên máy tính hoặc là làm nhiều thứ. Đây là pedal, đây là đường phone và đường output DC 9V hoặc 12V, đều rất ổn. Ok mọi người, rất ok, một cái đàn rất ok. Giờ tôi đi hướng dẫn mọi người sử dụng cái đàn này. Rồi, bây giờ mình bật nó lên nhé. Đấy luôn này. Ok, khi bật lên nó loát. Rồi, rất ok. Cái đàn này là nó có phím sáng nhé. Đánh tới đâu có sáng tới đó. Khi bật lên mặc định là tiếng piano. Ok anh chị em, màn hình của nó hiển thị số rất là rõ nét. Nó có 61 phím. Và các phím của nó bấm cũng rất là êm tay, rất là chắc chắn. Rồi, giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cây đàn này. Rồi, như là những cây Yamaha dòng gì khác thì khi mà bật cây đàn này lên, mặc định là tiếng piano. Và mặc định cây đàn này nó là ở chế độ solo. Chế độ solo là gì? Là chế độ gọi là 61 phím này chỉ chơi một thứ tiếng trong 100 tiếng trên này thôi. Ví dụ như kiểu là chúng ta lấy tiếng piano thì nghiễm nhiên 61 phím này nó sẽ biến thành một cây piano. Hoặc là ta lấy tiếng guitar thì 61 phím này chỉ chơi tiếng guitar thôi, không liên quan tới chơi organ, không liên quan chơi điệu. Đó, ví dụ kiểu tiếng piano này, 61 phím này chỉ chơi tiếng piano như này. Ok, âm thanh rất là hay, để mình luyện ngón mỗi ngày đúng không? Chơi organ hay chơi piano đều phải luyện ngón như nhau. Ví dụ vậy, hoặc là đệm hát cho nhau nghe. Ok mọi người, thì chế độ này mọi người cứ chơi nào chơi, chọn tiếng nào thì đánh thôi. Nhưng mà thường thì các anh chị em sẽ chỉ lấy tiếng piano để tập luyện luyện ngón, hoặc là đánh những cái bài tác phẩm của piano hay là sao đó, tùy mọi người nhá. Rồi, đó là như vậy. Giờ tôi sẽ chỉ cho mọi người cái tổ hợp này. Chọn tiếng, chọn điệu. Ok, chúng ta nhìn cái tổ hợp này nhá, ba nút nhá. Trên cùng là song banh, ở giữa là style, như là điệu đó. Dưới cùng là voi, như là chọn tiếng. Rồi, bây giờ ta chọn dưới cùng. Ấn vào dưới cùng. Đó, chúng ta ấn thì là cái đèn nó sáng, đúng không? Đó, đèn nó sáng. Rồi đèn sáng. Rồi ta chọn tiếng, rồi tiếng 01, tiếng 02 hoặc là dùng dấu cộng trừ này nhé. Vẫn là tiếng piano. Rất hay. Rất hay. Cái đàn này tiếng xuất sắc nhá. Hay đúng không? Rồi. Đó, mọi người đánh sao đánh. Ok, rồi mình lấy tiếng gì mình lấy thôi. Tiếng 40 xem. Tiếng kèn. Ok. Rồi. Rồi bắt đầu giờ tôi sẽ chỉ cho mọi người chơi điệu. Lấy điệu để chơi. Đó, mọi người muốn lấy tiếng thì ấn vào chữ void này nhá. Dưới cùng này. Rồi, chơi điệu, ấn vào style là cái nút ở giữa này. Bắt đầu chúng ta chuyển qua chơi điệu thì là tôi sẽ chỉ cho mọi người cái tổ hợp này. Tổ hợp này rất là quan trọng để chơi điệu. Ok anh chị em, rồi chúng ta đi từng nút một. Đây nút tempo nhanh chậm, đây là nút dồn trống. Chúng ta sẽ có hai chế độ chơi là chế độ chơi điệu A và chế độ chơi điệu B. Ta dồn trống, ấn nút này dồn trống qua B. Từ đang ở B ta ấn nút này dồn trống lại nhảy với A. AB là sao? Nghĩa là nó phân chia ra rõ ràng. Ví dụ trong một bài hát chúng ta có đoạn đầu và điệp khúc đúng không? Đó, thì là thường thì một bài hát thì đoạn đầu thì là chơi nhẹ nhẹ, bắt đầu là dồn trống vào điệp khúc, bắt đầu là tiết tấu nó mạnh hơn một chút, thì đó là cấu trúc của một ca khúc, bài nào cũng như nhau cả. Thì cái đàn này cũng vậy thôi. Thì vị A ở đây ghi rõ là A và B này. A thì ví dụ như kiểu bài Tình Thương Xót Xa đi, đoạn đầu thì mình hát A đó, mình chơi A, rồi sau đó bắt đầu vào điệp khúc là anh nào biết, anh nào có hay, mình dồn trống cái là nhảy phát
nó tự động nhảy qua B, nó để vào điệp khúc là cho cái tiết tấu nó mạnh hơn chút, nó khác biệt với đoạn A đi, nó chơi sẽ phong phú hơn nhiều. Không phải cây đàn nào cũng có chơi chế độ AB nhé, những cây đàn đời thấp thấp nó chỉ có một chế độ chơi thôi, như cây đàn dạng như này thì sẽ có hai chế độ chơi. Đó, tôi giải thích rõ rồi nhé. Rồi, cái nút này là nút intro và ending, nghe nút dạo đầu, nó tự dạo đầu, cây đàn này tự dạo đầu cho mình và tự kết kết bài cho mình luôn, mình phải làm gì cả. Nút này là nút start stop, đã tắt mở trống. Nút này là nút sin, nghe chế độ chờ. Và đây là accom volume. Ok anh chị em, bắt đầu chuyển qua chơi điệu thì là ta phải ấn cái nút accom này lên. Ok, nó hiện chữ on này. Ok, nghe vô rồi. Khi mà bắt đầu ấn ấn chữ accom này, nó hiện chữ on thì mặc định từ phím pha này trở về đây. Ok, là nơi để ta bấm hợp âm. Để tới nơi ta bấm hợp âm. Bấm hợp âm của điệu đó này. Ok mọi người thấy không? Để tôi cho vài tiếng piano đi cho nó dễ. Đó. Khổ lắm cơ. Rồi. Thì từ phím pha này trở về đây nơi bấm hợp âm, và từ phím pha thang trở về đây vẫn là một nơi để tao đánh một câu solo nào đó. Mọi người thấy không? Ok, rồi, mọi người phải ấn cái chữ on này nhé. Off là coi như là nó biến cây này trở thành chế độ solo rồi. On nghĩa là bật lên cái là biến cây này trở thành cây organ. Đó, vốn dĩ nó là organ đúng không? Ta ấn lên cái nghĩa là để chơi điệu, và bắt đầu khi ấn on rồi thì quy định của nó từ nút pha này và trở về đây là nơi để bấm hợp âm. Ok, mọi người nhớ nhá. Rồi, bây giờ sẽ giải thích từng nốt này. Tiếp nữa là start stop là gì? Là để tắt mở trống. Ok. Tắt, mở. Tắt, đúng không? Rồi, dồn trống qua 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 từ A qua B này. Dồn qua B. Đó, nó đánh khác một chút đúng không? Dồn trống từ B qua. Đó, lại trở về rồi. Ok, chế độ chờ là gì? Khi ta ấn vào đây là cái này nó nháy. Là nó chờ mình ấn bất kỳ một hợp âm nào là nó vào luôn trống điệu của bát. Ok. Rồi, này. Ok, áp dụng sao? Để ta đánh một câu lấy đà nào đó, thế là vào bài thôi, ví dụ như này. Đó, ví dụ là như vậy đúng không? Đó, hoặc là bài khác đi. Anh chị em, đó là lấy đà, chế độ lấy đà là như vậy. Rồi, còn chế độ, còn cái nút này là dạo đầu. Khi mà ta muốn dạo đầu thì ta ấn nút này cho nó nháy, rồi ta ấn thêm cái nữa. Đó, ta muốn dạo đầu A, dạo đầu xong là vào đoạn A chơi A, hay là dạo đầu xong là vào chơi đoạn B thì đây set nút này A B rất rõ ràng. Nhớ nhớ nhá mọi người. Đó, rồi ta ấn bất kỳ một âm nào đó là tự dạo đầu này. Nó đang dạo. Đó, vào bài. Dồn trống qua qua B này. Đó, nó khác đúng không? Khác chút. Dồn trống về lại A này. Đó, về lại A. Rồi, kết bài này. Ấn 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 thêm lúc này nó kết bài ending đúng không? Nó tự kết bài. Ok anh chị em, đơn giản. Rồi. Tổ hợp này chỉ có như vậy thôi. Còn tempo, ấn vô đây. Chúng ta có thể tự tap tempo được. Tap theo 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 cái nhịp tấn, nhanh chậm theo nhịp tấn, còn không là ta chỉnh ở đây, cộng trừ ở đây. Cái này nó hơi khác các đàn khác chút là tempo nó không có lên tới 140 hay 120 hay là 200, mà cái này nó tính đơn vị kiểu kiểu khác. Mỗi đàn nó sẽ có một cái kiểu khác. Cái này lên 60 là hết rồi. Đúng không? Ok, để ta muốn trở về tempo mặc định của cái điệu mà ta chuẩn bị chơi, ta ấn hai nút cộng trừ này. Đó là xong. Còn ta muốn tap tempo thì đơn giản. Mình cứ tát thôi. Nó nhanh chậm theo mình tát. Ok, đơn giản. Chơi vậy thôi cho nó vui đúng không? Rồi anh chị em, đơn giản vậy thôi. Bây giờ tôi chỉ mọi người lấy điệu này, ấn vào style. Chúng ta có 100 điệu là từ 00 từ 01 cho đến 00, nghe 100 đó. Rồi, để bật lên. Rồi. Rồi điệu 2. Điệu số 3. Điệu 50. Rất hay, điệu 60. Hành khúc đúng không? Điệu 65. Đó, điệu van. Ok, anh chị em lấy điệu nào thì mình lấy thôi, rất là đơn giản. Rồi, nãy giờ tôi chỉ chọn tiếng, chọn điệu rồi đúng không? Anh chị em cứ khám phá dần dần là mình sẽ chơi được đơn giản. Đó, cây đàn này rất là dễ dùng hơn rất nhiều so với những cây đàn khác. Ok, mọi người nhìn vào cái dãy
nút bấm này. Ok, ở bên cạnh là nút demo nhé. Chúng ta muốn nghe demo của cây đàn này thì ấn vào đây. Đó, Doraemon. Đúng không? Rồi, còn chúng ta có 4 cái nút pad này và chúng ta có 10 banh. Đó, trên này ghi rõ từ số 1 cho đến số 10. À, đây là người ta gọi là sound effect. Rất hay đúng không? Ok, đây là banh số 1, muốn đổi banh khác ta ấn vô đây này. Ok. Đó. Ở đây á thì nó là nút nó, chúng ta có thể thấy rất rất nhiều chế độ này, chế độ chỉnh này. À, như chế độ đầu tiên đó là chế độ multipath. Đây, multipath này. 1 2 1 2 3 4. Ok, mọi người thấy không? Đó, chế độ multipath ta có mấy chế độ đây. Rất hay. Rất hay đúng không? Gõ trống. Hay. Ok, mọi người thích cái gì mọi người cứ lấy nhá. Đó, từ 1 đến 10 thì nó sẽ ứng với lại các banh này, một banh nó sẽ có 4 tiếng, 4 sao ở đây. Chúng ta tự khám phá. Ok anh chị em, giờ tôi sẽ chỉ cho mọi người các nút ở đây. Đó, như vừa rồi tôi chỉ là multipad cũng ở đây hết. Đó, multipad số 1 này, giờ số 2 là correct. Chúng ta thấy không? Là chăn po này, tăng tông này. Tăng này. Có đầy đủ chế độ tăng tông, hạ tông, rồi tuning, rồi accom volume. Đó, accom volume. Chúng ta xuống tiếp phát nữa là accom volume. Tune nốt này, tuning này. Đó, hạ này. Nó trùng lại này. Nó trùng lại đúng không? Rồi, ấn thêm phát nữa. Đây là accom volume. Accom volume là gì? Đó, nghe điệu này. Ta giảm nhỏ này, nó chỉ giảm to nhỏ của điệu thôi nhá, còn cái này không liên quan này. À, tăng to lại này, còn cái này solo này nó ăn vào volume tổng này, to này, to lên này. Ok, cái này để mình gia giảm to lên để làm gì? Cái này để mình gia giảm như kiểu cái tiếng to quá, cái điệu to quá mình giảm nhỏ xuống, cái điệu mình chơi nhỏ quá mình muốn tăng lên âm lượng chút thì mình tăng lên cho nó to chút để cho nó hài hòa theo cái tai của mình. Anh em cứ vào đây. Rồi, mọi người thấy nãy giờ tôi tắt đèn led ở trên phím rồi này. Ok, cái đàn này nghiễm nhiên bị mất hết đèn led đúng không? Do mình thôi, do mình tắt mở nó thôi. Đó. Đèn led ở đâu tôi cũng chả biết nữa. Mình mò thôi. 3 2 1 cho về không hết đi. À, đây là cái pad rồi. Không, không phải. Không phải. Đó, lên rồi đó. Đó, do mình ấy tắt này, mở này. Đó, đèn led ở phím. Đèn led ở phím. Đó, không thích thì tắt đi. Ok, mở. Rồi, anh chị em, cái nút này mọi người tự khám phá nhé. Rất là dễ, nó có đầy đủ multipad, tăng tông, hạ tông, tune của nốt, to nhỏ của điệu, metronome, hay là tắt mở đèn led trên phím. Rất là đầy đủ, một cái đàn đầy đủ. Rồi, giờ tôi chỉ cho mọi người cái này rất hay này. À, chúng ta có 100 bài song banh, song trên này này, nó có 100 bài. Ấn vào nút trên cùng rồi nhá. Đúng không? 100 bài và hai cái nút này là nó, chúng ta thấy ký hiệu là L và R, nghĩa là tương ứng cho tay trái và tay phải, left right. Ok. À, chúng ta có thể tắt melody, tại vì trên song banh ấy nó sẽ có một bài hát, nó sẽ có phối đầy đủ cái beat cho mình, có giai điệu melody nó đánh. Và khi mà chúng ta nghe, chúng ta học và chúng ta muốn off cái melody đó đi, chúng ta ấn vào chỗ right này, nó off đi, là chúng ta sẽ cái beat đó sẽ mất cái giai điệu melody và chúng ta sẽ là người đánh lên cái giai điệu đó khi mà chúng ta đã học tập quen rồi và chúng ta đánh được rồi. Đó, nó rất là tốt cho chúng ta trong việc học tập thực hành. Mọi người chơi được 100 bài này thì mọi người chơi organ rất là giỏi.
cực kỳ giỏi rồi. Ok anh chị em, chúng ta nghe thử nhé. À, cái tổ hợp này khi mà chuyển qua Songbank thì tổ hợp phím này nó sẽ là nơi ấn play rồi tắt rồi mở rồi chuyển rồi mọi thứ liên quan tới phục vụ cho Songbank, nó không còn phục vụ cho chơi điệu nữa. À, mọi người nhớ nhá, tempo nhanh chậm thì vẫn vậy. Rồi bật này, bài Doraemon đúng không, bài số 1 đó, chúng ta nghe này. Đó, chuẩn bị vô này, về số 0 là vô. Đó, nó đánh đúng không, đó chuyển hợp âm. Rồi tắt đi. Đó, chúng ta thấy cái đèn nó nháy, nghĩa là cái nốt nó đánh ấy, tê 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 tê. Ok, rồi bây giờ chúng ta, vừa rồi chúng ta nghe cái giai điệu của Doraemon, cái bài của Doraemon đúng không? Bây giờ chúng ta tắt cái giai điệu đi. Rồi, ấn vào chữ R này. Lesson 1. Lesson 1, bài học số 1. Nó là một dạng như vậy, chúng ta có thể off tay trái, tay phải, tay trái này ta bấm hợp âm nhé, ta có thể học, nó rất là đa năng, học bấm hợp âm, phản xạ bấm hợp âm, tay này là học chơi solo, chơi melody, đó, chúng ta sẽ khám phá thêm, tại vì mỗi clip hướng dẫn sử dụng đàn này, tôi không thể mọi hướng dẫn mọi người sử dụng thành thạo cái chức năng chơi này được, cái này nó là liên quan đến học tập rồi. Ok, tôi chỉ nói là cái công năng của cái này thôi, để mọi người nắm bắt được, để mọi người hiểu hơn, để học tập hơn, một cái đàn rất hay. Ok, rồi bên này. À, chúng ta sẽ có một cái giả lập tiếng piano cơ rất là rõ ràng, có metronome này. Ok, ấn khiến vào đây, ta đánh piano cơ này. Nó giả lập tiếng piano cơ để làm gì? Khi mà ấn metronome để ta tập luyện piano, đơn giản thôi. À, đúng không? DJ. DJ ấy. Còn nút bên cạnh là DJ. DJ. Ok, rất nhiều trò cho chúng ta nghịch. Đó, đây nút này DJ. DJ. Chúng ta mà muốn chơi DJ cho nó vui vẻ, chúng ta ấn vô đây nhá. Go. Go 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 go. Rồi, ta muốn luyện piano, ta ấn qua đây. Ấn vào cái nút metronome này. Ok, cái metronome này nó sẽ có chế độ đập như là nhịp 44, nhịp 24, nhịp 34, nhịp 68. Các nhịp thì chúng ta muốn set cái metronome này, ví dụ ta đang luyện ta đang tập chơi một bài nhịp 34 đi. Đó thì ta giữ chặt cái nút này. Giữ chặt nút metronome này. Và ta chỉnh qua đây. Đây nhịp 224 này. Đó, rồi cái này kêu trung tính cái tích tích. Nhịp 34 này. Nhịp 44 này. Nhịp 68 này. Đó, nhưng mà tôi chỉnh về nhịp 34 cho anh chị em chơi cho đỡ buồn. Ok, ấn vào piano. Chúng ta sẽ có rất nhiều tiếng piano giả lập grand piano. Rất hay. Ok, rất hay đúng không? Rồi, khi mà chúng ta lấy cái nhịp rồi, chúng ta cái tiếng piano này để chúng ta tập luyện piano mỗi ngày, hoặc cái đàn này chỉ có như thế thôi, nó không có gì gọi là phức tạp cả. Nó chỉ phức tạp khi mà chúng ta chưa biết dùng thôi. Còn khi mà xem cái clip này xong, mọi người hiểu hết về toàn bộ chức năng của cây đàn này và cách sử dụng thì mọi người thấy nó rất là dễ đúng không? Không có gì là tất nhiên nó sẽ rất là khó với những người chưa biết gì về organ, mới tìm hiểu organ và mới bắt đầu tập thì khó lắm. Thậm chí mình còn chả hiểu định nghĩa điệu là cái gì. Mình còn chả hiểu cách chơi fill in là cái gì, là dồn trống, bao giờ thì dồn trống. Ok, có những cái mà phải cần thời gian để chúng ta tìm hiểu và chúng ta học tập. Chứ bây giờ kể cả có nói, trong lúc mọi người còn mơ hồ thì nghe xong rồi mọi người cũng quên thôi. Có liên quan đến giáo án học nhạc, cái này tôi chỉ hướng dẫn sử dụng đàn thôi. Tuy nhiên tôi muốn nói qua như vậy, anh chị em kiên nhẫn học tập. Nó rất là dễ. Ví dụ như cây đàn này đủ chức năng để cho anh chị em bước đầu học học âm nhạc rồi, học piano, học organ rồi. Sau này mình chơi giỏi hơn, mình còn có nhu cầu thì mình nâng cấp đàn lên cho nó
tốt hơn nữa, hoành tráng hơn nữa. Còn nếu mà cảm thấy chơi cái này đủ vui rồi thì giữ chơi thôi. Đấy, một cái đàn này tôi nghĩ là đủ vui đối với ai giải trí đơn thuần, không theo âm nhạc chuyên nghiệp, chỉ là giải trí gia đình hát cho nhau nghe, bạn bè hát cho nhau nghe, thì một cây đàn như này là quá dư để chơi rồi. Ok anh chị em, bây giờ tôi đã hướng dẫn mọi người toàn bộ cách sử dụng toàn bộ cây đàn này đầy đủ rồi, không có thiếu cái gì. Anh chị em coi qua là dùng, ai xem chưa hiểu thì xem lại một hai lần là mình sẽ dùng được toàn bộ chức năng của cây đàn này. Cảm ơn mọi người đã coi clip này, hy vọng ai sở hữu cây đàn Yamaha J15 này thì sẽ yêu âm nhạc hơn và tập luyện âm nhạc ngày càng tốt hơn. Cảm ơn mọi người.